Tiếp theo công đoạn mà chúng ta đã xử lý từ BR, bây giờ chúng ta đưa về Photoshop chúng ta làm tiếp. Chúng ta làm cái gì? Thì trong cái vấn đề này thì chúng ta sẽ chấm da nè, tẩy mụn nè, rồi chạy da, làm nét, vân vân, nghĩa là từng tấm một chúng ta làm những công việc lặp đi lặp lại như vậy. Thì đây giả sử như là tấm hình này. Chúng ta sẽ xử lý như sau nè, chọn đây. Ví dụ như cái rễ cây nó mọc trên mặt nè, chúng ta làm trước. Và xin thưa cái công cụ này cũng khá hay nha. Cái công cụ này á, những cái công cụ trên CS6 này bắt đầu nó có những cái cảm giác nó mềm hơn. Khi mình vẽ nó cảm giác nó không có bị sốc như CS5. Giờ mình kéo nó cũng cảm giác nó hay hơn, mình cảm giác từng cái ngón tay mình liền. Nó khác chứ cái phiên bản cũ, mình kéo nó giật 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 nó khó chịu, mà mình vẽ nó cũng cảm thấy nó khó vẽ lắm. Còn này mình cảm thấy rất là ngọt. Thì quý vị nói nhiều khi không cao được đâu, giờ phải cảm nhận bằng thực tế đi. Vì kéo ra thấy nó cũng mềm mại hơn, nó dễ chịu hơn nữa. Đó, ta vẽ thử để thấy. Mình cảm nhận được ngay từ trên đầu ngón tay mình liền và cái bàn tay mình ngay cái khác liền. Nếu mà ai đã từng làm Photoshop nhiều, mình kéo ra thấy nó dễ chịu hơn, đồng ý nha. Và cái độ lỗi nó cũng ít hơn nữa, kéo ra cái độ mà sai sót nó ít hơn nữa, nó lên màu á, màu nó lan tỏa, nó chuyên nghiệp hơn, nhìn nó chính xác hơn, nó chính xác hơn nhiều. Cho nên hãy cảm nhận từ bàn tay thì thấy rõ điều đó à. Do nó thẳng ra thì mỗi một phiên bản ra mới nó đều mang lại cho người dùng những cái nó gọi là thoải mái hơn. Đó, thấy không? Rồi chỗ này cũng vậy nè, thay vì chấm vậy mình hãy dùng cái công cụ này nè. Thôi công cụ chẳng có gì mới hết á, chỉ vậy thôi. Chỉ có thêm một vài cái mới thì tôi sẽ từ từ để chứng minh cho quý vị thấy. Đó, chấm nè. Những cái phiên bản cũ cũ hồi xưa mà ở ngoài hay sử dụng là Nó bảy chấm á, dở lắm, là chấm bằng cách nào? Nếu mà với một rùi về chấm nó bằng cách cũng chấm nào? y vậy thôi, nhưng mà nó không có công cụ này, nó sẽ dùng lon tem và công cụ này này thôi nè, công cụ này nè, Đúng công rồi, cụ hình này như có ít nè, hơn mà. nó có 2 3 cái thôi. Thì nó dùng này nè, phiên bản cũ nó dùng này, nhưng mà cái độ vẽ nó không có được đẹp gì đâu, nó không chính xác được gì đâu. Cái nãy chấm rùi đã quá. Đó. Đó, vậy nè. Thôi vậy mình lấy cái cục nãy mình cài đi. Thì đó thì tùy quý vị đó, thì bây giờ đó thì như cái này thì mình dùng cái này mình chấm hay hơn nè. Đây là post healing rush ha. Tự chấm cái tự mất à. Y hệt chi đâu, BR. Nó y trong BR đó. BR nó dụng cụ này nè, nó chấm vậy thôi tự mất là mình đâu có suy nghĩ gì nhiều đâu. Rất là khỏe. Sinh sao để muộn, thật là sướng. Đó thì bây giờ mình đã dọn xong cái phần rác trên mặt với trên da người ta rồi. Bây giờ bước tiếp theo mình sẽ dùng cụ lon tem tạo cái này. Những cái bệt 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 như thế này nè, không thể chấm được bằng lon tem mới làm được thôi. Những cái bệt này nè, những cái bệt này nè ha, hoặc là những cái mảng như vậy nè, ha, những cái mảng như vậy nè, phải dùng lon tem. Tại vì những cái mảng đó nó gọi là cái hình dáng nó là vô định hình, nó không có hình ảnh rõ ràng. Nó là những cái bệt, những cái vết, những cái mảng, nó không có hình dáng rõ ràng. Như cái một ruồi nó có cái hình dáng là một cái đốt, và cái sợi trên đây nó có một cái hình dáng rõ ràng, thì mình dùng những công cụ kia nó chính xác hơn. Nên tôi phân tích cho quý vị thấy là khi nào dùng cái nào đúng. Còn người không biết thì cứ dùng tùm lum hết, cuối cùng nó không đúng bài bản, nó ra nó không có đẹp. Thời gian Cho nên giống như lấy dao mổ bò để chém kiến, mình cũng phải biết dùng cái nào cho đúng hợp lý của nó. Rồi bây giờ tới đây mình sẽ chọn cụ lon tem nè. Ở đây mình chọn là on layer. Nhưng mình chấm trên lớp rỗng. Nếu mình vẽ lên trên không ảnh hưởng như hình gốc hết á. Ở đây mình cho 20% thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ như sau để chấm cái này nè. Internet nè. Đó, chấm này. Chấm từ từ lấy đây nè, giữ đây 2 chấm. Đó mình chấm hai quẹt theo. Nói chung á, cái nguyên tắc mỗi gì thế thì chấm nhiều chứ thật ra chấm theo kiểu gì. Nguyên tắc của trang điểm makeup. Cái là hai phế mắt đánh cong lỗ mũi thẳng quẹt thẳng, cái má tròn đánh tròn, cái cầm ngang, nó phải theo vậy chứ không có đi ngược ngược cái chiều của trang điểm được. Ví dụ chỗ này nè, cái đốm này nha, chấm đây nè, tôi vẽ tròn vô nè, vuốt theo thì thấy ràng chưa. Nên là nếu mà bạn nào mà đã từng cầm cọ trang điểm thì chấm da rất là ok. Như đây là mình quẹt theo chiều này, như chỗ này nè, mình thấy là rõ ràng chụp nó cứ bị bóng bóng nè, mình chấm đây. Nên những dùng Photoshop để làm gì, để mà chỉnh sửa những cái lỗi
mà bình thường mình không thể nào chỉnh được trên thực tế. Nó như những chỗ này bắt buộc bị ánh sáng nên sao mình chỉnh rất là khó khăn đúng không? Như đây mình chỉnh nó dễ hơn. Cái này chắc nó chụp chứ zoom đừng bao lên giờ lạm dụng. Cái này chụp zoom dài lắm mà thầy. Này là 70-200 cho nên là cái độ này chụp nguyên người cho nên hình ảnh chắc chắn nó không được né hay đâu, nhưng mà vẫn ok và vẫn tốt, không vấn đề gì hết á. Tại vì tôi mở quá lớn chứ thật ra quý vị cũng biết chính xác, chọn đây nè, chọn là ring size là nó in ra là vậy thôi, hoặc là muốn chính xác nữa thì Actual Pixel là cỡ này thôi nè là được rồi. Như Cho như vậy nên là rất là tốt chúng rồi, ta cũng không nên, nếu mà tấm hình vậy cũng không nên chấm nhiều. đúng rồi, chấm bình thường thôi, sơ sơ thôi. Tại Là vì như cái ánh sáng là phải hình chấm nó nè, nhỏ quá chấm nhiều nè hả? ánh sáng này là phải để ý nè. À. Chỗ mấy 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 cái chỗ này mình dùng cái grid mask mình phân vùng rồi mình nâng sáng lên Không vùng không đẹp, sẽ không đẹp nha. mà nó cực nữa. Tại vì mình làm gì mình phủ một lớp lên nó hay hơn là mình cái kia là mất chất á. Cái kia là mình Nãy này đang cấp ở đây để mình xuống đây hả? à, cắt thằng quẹt đây nè. Đó, mình coi là mình nhưng mà phủ lên thôi. Rồi giờ qua mình cô dâu, da cô dâu này hơi tốt hơn đấy. Này mình đánh là công này ha, mình thấy tại sao tôi đánh này nó bị nè, thấy nó cái bezel nó nổ, vậy thấy rõ ràng chưa, nó nổ bezel nè, bezel nó bị nổ nè. Phải nhìn tại sao tôi làm chứ không phải là tôi hứng chí tôi làm đâu nha. Thì hôm nay mình rồi là do Bezel nổ mình phải xử lý những cái nổ đó như chỗ này nè, cho nên mình biết mình đang xử lý cái gì, cho nên là phải biết chụp ảnh. Cái gì mới nhìn ra là lý do tại sao, tại do cái đường zoom á, zoom nó quá quá xa, mình chụp cái người cho nó bị pixel nó nổ, nghĩa là cái bộ cảm biến ảnh mình á nó chưa tốt lắm cho nên nó vậy đó, do cái body mình á. này zoom nhiều quá, cái tấm ảnh này ta chụp Tiêu xa cự nó mình dài zoom nhiều quá quá. đúng rồi, nhưng mình phải làm cho nó ok cho nó tốt đi. Theo em ở này riêng xa cũng ok rồi. À, như chỗ này là ánh sáng nó vô trong cái môi nè, phải làm cho nó bớt đi, chỗ này nó bị gắt Nhưng quá mà như vậy nha. nó bóng đẹp mà hả? Đâu có, làm dịu lại vậy đẹp hơn, đừng làm gắt quá. Đúng rồi. Này chỗ này là ánh sáng nó hơi tối nào, vậy rõ ràng chưa. Thế này chưa, nhẹ nhàng thôi, quẹt cái bỏ vậy đó, theo chiều bỏ, đừng có kéo quá nó phẳng nha, nó phẳng hình đó. Đó, nghĩa là dân thấy một bác sĩ cũng cầm cái này nè, vậy thôi, đây cũng vậy nè, chấm đây, quẹt cái bỏ thôi, mình nhìn là cảm giác là ẩu á, nhưng mà không ẩu tí nào cả. Đây nha, đây nha, quẹt theo. Đó, xuống bỏ này. Ngoài cái cách này ra thì trước đây á, người ta phải làm sao để bỏ bớt cái màu tối đen này? À, người ta thường giống như làm như cái anh gì nói đó là phải phanh dùng và nâng sáng. Cách này nó sẽ dịu hơn. Nhiều hơn tại mình phủ một lớp cho nó dày hơn, hình nó dày hơn. Ở kia mình giống như mình bỏ bớt đi cái màu sắc của hình ảnh. Khi mình nâng lên vậy lên chỗ này sẽ bị nôi nè. Đúng, đúng, Đó, chính nó bị xác. nôi. Thì khi người ta chụp ảnh về người ta chỉnh cái màu gì mà đến lúc nó giống như màu da rồi nó ra giống như màu cái vỏ trứng gà mới đẻ ra này. Có chương trình cho mình. Thì từ chúng ta sẽ thấy tới tới liền giờ nè. Không cần ơ, thầy đã chuẩn bị cho chúng ta rồi. Rồi tới đây mình cần trên ơ lại nha. Thật ra chúng ta làm gì rồi, cái gì coi nè. Tôi chỉ phủ một lớp lên thôi nè. Đây nào, nó phủ một lớp lên nè. Mình vẽ một lớp lên cho nên là hình mình nó dày hơn chứ không phải với người khác là mình làm mất đi cái chất của hình. Nhờ cái nơi gặp lại những cái sợi tóc này nè, với những cái kẹp mà trên đầu á là phải bỏ đi kỹ nha quý vị. Nhiều khi ta kẹp những cái tóc kẹp tăm á để kỳ lắm á, rồi sau đó mới tới cái này nè,
mình làm mịn mà mờ xong rồi mình mới làm cho nó mất đi cái này, chừa một cái đường thôi, đừng có để mấy cái người vô nha, thì nó cảm thấy kỳ lắm. Cái đường đó là phải bỏ. Nhiều Em đường có quá. thâm niên coi cái này nhiều lắm rồi đó. Rồi. Hình trên S lại quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy mịn ra bằng phần mềm chuyên dùng của chúng ta. Chúng ta qua tiếp theo là dùng phần mềm chạy mịn da để chạy cho những cái hình, để cho cái da nó gai lên, nó trung thực chứ không phải là láng như là ấy. Nhưng mà tôi cũng sẽ cài hai phần mềm cho quý vị thấy. Một cái là Nít Email, một cái là một chiếc tua, hai phần mềm mà thường đây chúng ta dùng một chiếc tua chuyên nghiệp hơn. Nít Email chẳng qua là phần mềm khử nhiễu thôi. Tôi cài cái hai cái tôi chạy cho quý vị thấy, quý vị thích chọn nào thì quý vị chọn.